Con này là tele full ken nha anh em. 40 40. Dòng này mình cũng có bán mấy con là tiếng cũng được nha. Nó có radio, mâm than, âm ly. 3 món nha. Hồi lâu mình bán một con giống vậy nhưng mà công tắc nguồn nó bị hư. Anh khách anh báo là bị hư, còn con này bây giờ mình cũng nhấn như vậy luôn mà. Đỡ đồng hồ này thấy nó không có chạy lên nè nè. Mình chơi cái thứ kiểu ra là nhanh nhất này nè ha. Không. Con này không vô điện nha, không biết bị hư công tắc nguồn hay là cái gì nha, anh em về coi nha. Đó, nè. Giờ cho nó lẹ đi nè. Anh em biết tình trạng. Đây là băng keo dán nha, gãy nút này. Chỗ đây là nó còn ba cốt kéo ra kéo vô này, qua lại. Đây cũng bị gãy này nhưng mà cũng còn nhấn được. Anh em vừa coi lại nha. Dây đai thì còn xoay được nha. Mâm than này mất kim mất máng luôn, nếp ra còn lại này, nếp ra còn bớ rồi. Lo thì anh em để ý nha, chỗ đây nó có hai cái lo này, ở ra xeo hai lo nha. Ngõ ra ngõ vô nó đầy đủ hết á, nó như âm ly vậy thôi. Lo thì nhấn xuống, số 1, số 2 nhấn xuống. Đó, tình trạng như vậy, ba mình bán như vậy nha anh em nha. Anh em nào quan tâm thì Zalo số này nha. Mình tính lại giá nha.